Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Vâng, kính thưa quý vị, quý vị có thể trước mắt quý vị nhìn thấy một cái tác phẩm du. Tại sao cái cây du mà Bonsai Đức Huy lại chọn để chia sẻ ở cái clip này? Thì tác phẩm có gì đặc biệt mà Bonsai Đức Huy lại chia sẻ cho quý vị? Thì thưa mấy quý vị, một cây du, mà cây du thì người Trung Hoa rất là thích chơi quý vị. Cây du, cây duối là những cây mà người Trung Hoa rất là yêu thích. Thế và cái dăm của cây du khi mà đạt đến cái độ hoàn thiện thì nó đẹp vô cùng. Thế và cái tác phẩm du mà Bonsai Đức Huy chọn để chia sẻ cho quý vị ở cái clip lần này là cái tác phẩm của anh Dũng E Compact. Dạ vâng, anh Dũng E Compact. Thì kính thưa quý vị, anh Dũng E Compact thì là anh tên Dũng và E Compact là cái địa chỉ của anh quý vị nhé. Thì quý vị ơi, quý vị sẽ ngắm một cái tác phẩm du. Vâng, một cái du dáng phong tranh rất là đẹp quý vị ạ. À vâng, quý vị nhìn thì tưởng là cây rất là bình thường, nhưng mà không ạ, một tác phẩm đấy ạ, một tác phẩm nghệ thuật, một bức tranh sống đấy ạ. Quý vị nhìn ngắm tổng thể, và Bonsai Đức Huy sẽ đi vào chi tiết và có đôi chút những cái lời bình về cái tác phẩm này. Thì tại sao mà cây du lại Bonsai Đức Huy lại chọn để ghi hình cho quý vị, dành cái tình cảm, cái thời gian cho tác phẩm như vậy? Quý vị nhìn vào thì quý vị có thể nhìn một tác phẩm cây du, một cây đã đạt cái yếu tố tự nhiên rất là cao. Dạ vâng, cái yếu tố tự nhiên trong cây cảnh thì là một trong cái yếu tố quan trọng nhất mà tác phẩm nào cũng phải hướng tới. Thế ngoài ra còn cây còn cái yếu tố nhân văn và cái yếu tố về mặt thời gian, năm tháng rất là cao. Thì quý vị có thể cảm nhận được, vâng, cây du hay là cái dòng du, dòng cây duối là một cái loài cây có cái sức sống cực kỳ mãnh liệt và có cái tuổi thọ rất là cao. Thì quý vị có thể nhìn thấy, vâng, cây hiện nay thì còn chỉ còn vào cái thân chính thì mục hết rồi, lũa hết rồi, chỉ còn mỗi một cái mảnh biểu bì thôi quý vị ạ. Đấy thưa quý vị, cái thời gian 5 tháng đã in hẳn hết vào tác phẩm. Hiện nay tác phẩm thì còn lớp biểu bì, nhưng mà dẫu có vậy tác phẩm vẫn phát triển xanh tốt và tỏa sáng mỗi ngày quý vị ạ. Đây cũng là cái tác phẩm mang yếu tố nhân văn rất là cao quý vị ạ. Đấy, quý vị nhìn có đẹp không ạ? Các bông dăm, các tay cành, vâng, như đang uốn lượn, đẹp lắm ạ. Nếu quý vị không nhìn thấy cái thân cành này, cái đường thân của cây, mà quý vị nhìn thấy cái bông dăm thì quý vị sẽ thấy một cái tác phẩm mà không nghĩ là cái thân cành như này mà lại có cái bộ dăm nó lại đẹp như này, mà bắt mắt như này. Vâng, thế nhưng cái điểm nhấn cái đang nói ở đây là cái đường thân này quý vị ạ. Cái đường thân đã trải qua bao nhiêu cái năm tháng, bao nhiêu cái thời gian đã làm cho tác phẩm chỉ còn cái lớp biểu bì thôi. Vâng, thì ông cha ta chơi cây thì cũng rất là thâm thúy, đều gửi gắm vào tác phẩm rất nhiều cái nét văn hóa.
Đấy, cây thể hiện cho con người, cho niềm tự hào dân tộc. Dạ vâng. Thì trải bao nhiêu cái phong ba bão táp, cái vất vả này. Vâng. Chỉ còn một phần của cơ thể nhưng vẫn hiên ngang và vẫn làm đẹp cho đời và vẫn tỏa sáng tàn như không phế, quý vị ạ. Dạ vâng, cái yếu tố nhân văn đấy ạ. Người Việt Nam, con người Việt Nam, những anh hùng Việt Nam, vâng, tàn như không phế, dù có khuyết một phần cái cơ thể thế nhưng mà vẫn làm đẹp cho đời, vẫn cống hiến hết mình. Thì cây cảnh cũng là cái nơi để con người chúng ta gửi gắm vào đấy, thể hiện cái khát vọng của dân tộc, cái khát vọng của cá nhân. Vâng ạ, cây giá trị của tác phẩm đẹp ở chỗ đó quý vị ạ. Một cái cây mà thể hiện được cái khát vọng của chủ nhân hay cái khát vọng của dân tộc thì đó là tác phẩm quý. Và cái quý ở đây không phải là cái quý cái giá trị cây tiền tỷ hay là giá trị cây nhiều tỷ, mà cái giá trị nhân văn, cái văn hóa mà cả cây cảnh mang lại thì cái đó là cái đáng quý hơn tiền bạc rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng Compact. Thì cái tác phẩm này của anh không biết là bà Sa Đức Huy có nói cái gì, bình luận cái gì mà sai thì mong anh thông cảm, mà cũng rất mong quý vị thông cảm. Cái đó là cái mà cảm xúc và cái ý kiến là cá nhân của người yêu cây, của một khán giả như quý vị cảm nhận. Và xin phép có đôi điều chia sẻ như vậy. Dạ vâng, có cái gì mà không đúng, vâng, chưa chuẩn, rất mong quý vị có những cái đóng góp chia sẻ cho Bonsai Đức Huy ngày một hiểu biết hơn, để lại chia sẻ cho quý vị. Thì đến đây Bonsai Đức Huy cũng xin phép và dừng lời đây. Bonsai Đức Huy chào quý vị nhé và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị.